Xin chào các bác, em là Linh Đồ Đồng đấy ạ. Thì các bác đang thấy ở trước mắt các bác đây là một bộ đỉnh đồng ngũ sự Cactus vừa mới xuất xưởng của bên em. Thì cái bộ này nó là một cái bộ được đúc thủ công 100%, cho nên là em đã làm mất một tháng mới có thể xuất xưởng được. Nên là em cũng sẽ làm một cái chủ đề video để cho các bác biết, đó là khi mà mình mua những cái bộ thủ công như thế này có phải đặt cọc hay không. Thì cái vấn đề này là cũng đang rất là nhiều những cái trường hợp khách hàng mà gặp em thì mình đang bị vướng mắc ở cái vấn đề đặt cọc như thế này. Thì tại sao phải đặt cọc những cái bộ hàng thủ công như thế này? Thì nó có ba cái lý do. Cái lý do thứ nhất đó chính là những cái hàng thủ công như thế này là bên em sẽ không làm sẵn, bởi vì nó có rất là nhiều kích thước và mẫu mã để cho các bác lựa chọn. Mỗi kích thước nó sẽ phù hợp với mỗi bàn thờ khác nhau, và cũng như là sở thích của các bác. Các bác sẽ chọn Cactus hoặc là đồng đỏ, hoặc là tam khí, hoặc là ngũ sắc, thì nó rất là nhiều sự lựa chọn. Nên là khi mà các bác đặt hàng thì em sẽ bắt đầu đúc. Thì khi mà đúc những cái bộ như thế là sẽ mất một tháng và làm thủ công, cho nên là các bác phải cọc trước cho em một chút để em ứng trước cái số tiền của các bác để em chè nước cho các thợ, cho các bác thợ. Mà khi các bác thợ nhận được cái số tiền chè nước của các bác thì các bác ấy sẽ hoan hỉ và sẽ làm cái bộ, làm cái sản phẩm của các bác được làm chú tâm hơn, được quan tâm hơn. Và cái thứ hai là các bác mua về đồ thờ ấy, đồ thờ thì nó là cái yếu tố tâm linh, cho nên là khi mà các bác đưa cái đồng tiền đi trước thì khi mà sau này mà làm xong mình thờ cúng mình sẽ có được cái may mắn của nó. Đó là cái may mắn khi mà các bác đưa tiền đi trước. Và cái thứ ba ở đây đó chính là cái cách bán hàng thông minh. Bởi vì ngày nay hầu như những cái sản phẩm thủ công thì đều phải bán hàng bằng cọc. Bởi vì khi mà các bác cọc rồi thì cái người bán của bên em ấy, khi mà nhận cọc của các bác thì bên em sẽ phải có trách nhiệm hơn cho các bác, và cũng như là các bác để tin tưởng em hơn thì các bác mới bỏ tiền ra để cọc em. Cho nên là em sẽ có trách nhiệm và để ý đến cái đơn hàng của các bác. Và bởi vì khi mà bên em làm xong, trách nhiệm bên em làm xong, em sẽ phải kiểm tra thật là kỹ càng những cái sản phẩm cho các bác là một, và bên em sẽ đóng hàng kỹ càng cho các bác là hai. Cùng thêm một cái nữa đó chính là cái chi phí vận chuyển hàng. Em sẽ lót tiền vận chuyển hàng của em cho các bác, và cũng như là tiền mà em lót ra để em làm hàng cho các bác, hầu như là em sẽ lót hết. Các bác chỉ cần cọc qua cho em một chút thôi chứ không phải là nhiều. Thì nó là những cái hàng thủ công thì các bác sẽ phải cọc. Những cái hàng phổ thông, hàng sẵn, hàng thông dụng trên thị trường, tức là em có thể không bán cho các bác, em có thể bán cho những người khác, thì những cái sản phẩm đó thì em sẽ không yêu cầu cọc. Nhưng mà đối với những sản phẩm thủ công như thế này, những cái sản phẩm không có sẵn, em bắt đầu đúc đồng thì các bác phải cọc cho em một chút. Thì đó là những cái lý do mà các bác phải cọc. Những cái lý do em đưa ra để cho các bác xem qua về cái tình trạng đó chính là cọc hay là không cọc. Thì dạo này em đang gặp phải những cái trường hợp đó, là những cái bác khách là mình đang không biết như thế nào, có nên mua hay là không mua. Thì theo em báo cho các bác thì cái cọc đó nó cũng không mất mát gì cả, bởi vì bên em là làm cho công ty, bên em là làm công ty là làm theo tổ chức, cho nên là bên em là bảo hành cho các bác. Nếu như mà có vấn đề gì xảy ra thì bên em sẽ hoàn lại cọc cho các bác để các bác yên tâm. Nên là các bác mà quan tâm đến những cái sản phẩm thủ công bên em, các bác để lại số điện thoại bên dưới phần bình luận cho em, hoặc chủ động liên hệ với em qua số điện thoại 0911 740 569. Em cảm ơn các bác đã xem video. Em chào các bác.